Hôm nay là đến kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần. Giá xăng được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON92 có thể tăng từ 250 đến 300 đồng một lít. Xăng RON95 tăng 500 đồng một lít. Giá dầu tuần qua tiếp tục chịu tác động bởi diễn biến của cuộc xung đột Israel-Hamas và nguy cơ xung đột tại Trung Đông có thể lan rộng, làm gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu dự trữ dầu tăng vọt của Mỹ và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Ngày 30 tháng 10, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra dự báo giá dầu toàn cầu sẽ đạt trung bình 90 đô la Mỹ một thùng trong quý 4 và 81 đô la Mỹ một thùng cả năm 2023 do tăng trưởng chậm lại làm giảm nhu cầu. WB cảnh báo rằng sự leo thang của xung đột ở Trung Đông có thể đẩy giá dầu tăng cao hơn. Tại thị trường trong nước, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết ở kỳ điều hành này, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tăng nhẹ so với kỳ trước. Dựa trên diễn biến giá thế giới, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 11 xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 250 đến 300 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 500 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được dự báo giảm 450 đến 500 đồng một lít. Trường hợp dự báo trên là chính xác, mặt hàng xăng sẽ có lần tăng giá thứ hai liên tiếp nếu liên bộ công thương Bộ Tài chính chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 30 lần điều chỉnh, trong đó có 17 lần tăng, 9 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.